cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, bến lức Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh Bình Phước được đẩy nhanh trong những năm tới, giúp kết nối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cao tốc bến lức Long Thành dài 57 km đi qua Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, tổng vốn đầu tư 31.300 tỷ đồng, hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ do Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư. Điểm đầu tuyến giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối giao quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai. Khởi công năm 2014, dự án sử dụng vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và vốn đối ứng chính phủ. Toàn tuyến có 11 gói thầu xây lắp, gồm 8 gói thầu dùng vốn vay ADB, 3 gói vay vốn JICA. Trong đó, 2 gói thầu quan trọng nhất là J1, xây cầu Bình Khánh bắc qua sông Sòi Rạp, và J3, cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến cao tốc đi qua các vùng địa chất phức tạp, nhiều sông ngòi, sình lầy nên được xây dựng 17 cây cầu, tổng chiều dài hơn 20 km. Dự án thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 120 km/h. Đây là công trình trọng điểm quốc gia nối miền Tây với Đông Nam Bộ thông qua nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, giúp kết nối mạng lưới cao tốc quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải và sân bay Long Thành. Công trình cũng được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc trên quốc lộ 1, 51 và rút ngắn thời gian từ tỉnh Long An đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, tạo đà phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kế hoạch ban đầu, dự án thông xe cuối năm 2018, sau đó lùi đến năm 2020. Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn và giải phóng mặt bằng, nên tiếp tục lùi kế hoạch hoàn thành đến cuối năm 2023. Hiện dự án đạt hơn 80% khối lượng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trân Thành có chiều dài 70 km, điểm đầu tại ngã tư Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối tại Trân Thành, Bình Phước. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36.000 tỷ đồng, vốn nhà nước tham gia dự kiến chiếm 47%, tương đương 17.000 tỷ đồng, vốn của nhà đầu tư là 19.000 tỷ đồng, quy mô 6 đến 8 làn xe, thực hiện trước năm 2030. Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, lãnh đạo tỉnh ủy Bình Phước đã làm việc với lãnh đạo thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đã thống nhất tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền để đầu tư xây dựng dự án. Ba địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước có dự án đi qua đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2030 theo hình thức đối tác công tư PPP, kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn bao gồm cả kinh phí giải phóng mặt bằng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, điểm đầu cao tốc xuất phát từ đường vành đai 3, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, cách quốc lộ 22 khoảng 4,6 km. Điểm cuối cao tốc kết nối vào quốc lộ 22, đoạn trước khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, dài 50 km. Toàn tuyến được thiết kế 4 làn xe, tốc độ cho phép 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 5.000 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án và khai thác hơn 650 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.000 tỷ đồng, hơn 2.000 tỷ đồng còn lại là chi phí dự phòng và lãi vay. Cao tốc được đầu tư theo hợp đồng BOT, nhà nước hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh sẽ hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và lập khả thi dự án. Năm 2022, địa phương sẽ hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công năm 2023 và đưa vào khai thác năm 2025. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi đóng góp hơn 45% tổng sản phẩm nội địa GDP cả nước, nhưng bị cho đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Một trong những nguyên nhân chính do hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu kết nối vùng. Trong đó các đường cao tốc, vành đai còn ít, gây nhiều điểm nghẽn.